Chào các anh chị, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái căn nhà siêu rẻ luôn. Nằm cách chợ Hưng Long khoảng tầm 1,5 cây. Và đây là khu dân cư rất đông đúc. Đường trước nhà của mình là 2,5 m. Xe ba gác có thể đi vô được. Ở các anh chị thấy dân cư xung quanh rất đông. Nhà này một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ và diện tích là ngang 3,5 m, dài 8 m các anh chị nha. Có giá là 550 triệu. Pháp lý là công chứng vi bằng các anh chị nha, nhà rẻ mà. Đặc biệt căn nhà này cách chợ Hưng Long khoảng 1,5 cây và dân cư xung quanh rất đông đúc. Đấy các anh chị thấy không? Nhà người ta đã ở kín và mình chỉ còn một căn duy nhất, có giá là 550 triệu. Công chứng vi bằng các chị nha. Nhà gồm một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Ngang 3,5 m, dài 8 m. Khu dân cư rất đông đúc các anh chị, đa số là những người Sài Gòn, những người có nhà bị giải tỏa, có ít tiền thì mình về đây mình mua cái căn này. Đây, nhà vệ sinh là ở bên dưới đây. Hôm nay mình cúp điện cho nên là mình không có thể quay rõ nét được. Và đây là khu vực nhà bếp các anh chị nha. Căn này có giá là 550 triệu. Công chứng vi bằng cái gì ạ? Các anh chị, mình giới thiệu căn này cho những người có thu nhập thấp các anh chị nhé. Phòng khách và có sân đằng trước các anh chị nha. Căn phòng gồm 2 phòng ngủ. Cách chợ Hưng Long khoảng 1,5 cây các anh chị nha, và đường trước nhà là 2,5 m. Có giá là 550 triệu. Có 2 phòng ngủ các chị, nhà một căn nhỏ nhỏ xinh xinh có 2 phòng ngủ, diện tích là ngang 3,5 m, dài 8 m. Ở đây nó còn có một cái phòng phòng tắm đó các chị nha, phòng tắm ở giữa 2 cái phòng này. Ở đây là phòng ngủ chính này, phòng ngủ có ban công, có cửa đi ra ngoài ban công. Ở đây là cái phòng để mình có thể tắm cái chị nha, tắm giặt. Đó. Bây giờ mình sẽ đi ra ban công căn nhà. Căn nhà này chỉ có giá là 550 triệu và diện tích là ngang 3,5 m, dài 8 m. Công chứng vi bằng cái gì nha. Có sổ gốc nhưng công chứng vi bằng cho nó nhanh cái gì. Đây là đằng trước nhà các chị nha. Ở đây người ta đã ở kín luôn rồi. Chỉ còn một căn này duy nhất thôi, giá rất rẻ các anh chị. Nếu các anh chị có nhu cầu hãy liên hệ với số điện thoại của mình. Các anh chị nhấn vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh mình nha. Xin cảm ơn.